thưa quý vị, trên đường đời nhạc sĩ Vĩnh Lộc và nhà thơ Hoàng Đình Nghĩa là đôi bạn chiến đấu. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thì hai người cũng vẫn là đôi bạn chung, đồng điệu với nhau và xem tình yêu luôn là những điều tươi đẹp diệu kỳ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng được quay trở lại với tiếng hát của ca sĩ Thúy Trang trong một nhạc phẩm là sự kết hợp đầy tương thích giữa đôi bạn tri kỷ nhạc sĩ Vĩnh Lộc và nhà thơ Hoàng Đình Nghĩa. Trân trọng giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Tình Mãi Lung Linh. Thank you.